Hi, xin chào tất cả người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu đến người anh em một dòng đẩy bãi thương hiệu Dada King. Model là NVB 700, hàng thương hiệu của Anh Quốc hơn, do Trung Quốc sản xuất. Dada King NVB 700. Con này công suất rất là khỏe, công suất là 700W một kênh ở chế độ 8 ohm và 950W một kênh ở chế độ 4 ohm. Như em đang ghép đôi lò Rebeller full đôi GRX 100. Quân đôi bốn tóc đánh thoải mái luôn ha. Đấy, dữ luôn ha. À, đôi lo Rebeller này có giá 17 triệu nha quý vị. Đôi lo Rebeller này hàng bãi Mỹ ha. Đôi lo này chuyên về lời ca nó rất rõ, đi xe nó thì bắt lô bắt thì không sao, nhưng mà chuyên lời trung âm, chuyên lời ca thôi. Đôi này giá đây em đang bán 17 triệu. Quay lại con đẩy thì con đẩy Dada King mặt trước ở đây, mặt phay nhôm rất sáng đẹp ha. Nội thất em là tháo sẵn ra, miếng thớ bằng đồng này ha, to bằng vẻ luôn. Những sò riêng đét, sò xanh ken luôn, dày bị sao tiếng không sáng ha. 8 tụ lục nguồn, mặt 5 vĩ luôn ha, có cái vị khách đại, tiền khách đại ở trước ha. Đấy, có cái vị tiền khách đại này. Rồi mới tới mạch vĩ xuất này ha, 5 vĩ luôn ha. 4 quạt gió luôn nha quý vị, một quạt này, hai quạt này, ở sau hai quạt, ở trước hai quạt, 4 quạt. Em quay mặt sau tí ha, mặt sau đây ha. Dada King Emperor 700 ha, thương hiệu có số series đàng hoàng, mã vạch đàng hoàng ha. Rồi, stem mono bride, các kiểu đánh đầy đủ hết ha. Rồi. Con này ta đếm bao nhiêu sò? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7, 14, 14, 14 là 28 sò công suất ha. Này máy quá khỏe luôn. Con này một cặp phun đôi 4 tắc, coi 76 là đánh ngon lành cành đào. Con này thì nói về đời đăng kiên thì cái dòng đẩy cho lời ca rất là hay, trung âm rất rõ nét. Dòng Dada King nhiều người đã dùng đến nó và đã phản hồi lại mình thì dòng này hát karaoke cực hay. Con này em đang bán với giá tại cửa hàng là 5.200.000, giá bán chưa bao gồm phí ship ha. Đôi lo Rebeller 17 triệu, đôi lo B3S 210 giá 6.600.000. Mua bàn mixer này bán luôn nè, mixer này bán giá mua Covid 7 triệu. Yamaha GF16C12 giá 7 triệu đồng. Đây, mọi chi tiết mua hàng người anh em vui lòng liên hệ ý qua số điện thoại 0909043619 hoặc ở gần cửa hàng thì ghé qua 16 Trần Phú, Diêu Trì, Tiểu Phước, Bình Định để được xem hàng. Người anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để cập nhật những video mới nhất của bên mình làm ra ha. Xin chân thành cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.